Hi, xin chào cả nhà và đến với kênh chia sẻ cây thuốc. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một loại cây khá quen thuộc trong các gia đình ở Việt Nam. Đó là cây ngải cứu ha. Thì xong qua việc cái cây ngải cứu thì người ta được sử dụng để trơn ăn thì có thể là sử dụng để trị bệnh. Thì cây ngải cứu này thì có tác dụng điều trị rất là nhiều bệnh. Thì trong đông y thì cây ngải cứu này có tính ấm, vị đắng, mùi thơm và có chữa rất là nhiều bệnh ha. Điều trị thì được phối hợp điều trị các bệnh như kinh nguyệt không đều, có thai ra huyết, mình hay bị chảy máu cam, đái ra máu, viêm da dị ứng, điều hòa khí huyết, an thai, đau bụng do lạnh hoặc là bị kiết lỵ nha. Thì ngải cứu này các bạn có thể, những cái cây dài như vậy thì các bạn có thể là sao khô lên và các bạn sắc lên các bạn uống. Hoặc là các bạn có thể sắc nhuyễn và các bạn đổ chung với trứng gà các bạn ăn nha. Trong dân gian thì ngải cứu chế biến là cắt nhỏ, tráng với trứng gà, đổ chả với trứng gà thì ăn để trị đau đầu ha. Và các bạn thì cái ngải cứu này ai mà bị đau nhức xương khớp thì các bạn có thể kết hợp chung ngải cứu gừng và lá lốt các bạn về, các bạn sắc nhỏ và các bạn có thể là các bạn xào với giấm, các bạn bó vào trong cái vết nhất thì nó cũng đỡ ha, giảm đau khớp. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là uống giống như trà cũng được, các bạn uống từ ngày uống 2 đến 3 lần trong một ngày, tươi hoặc khô thì các bạn hái một nắm nhỏ nhỏ thôi các bạn nấu. Bị mụn trên cá thì có thể là giã cái ngải cứu này các bạn đắp lên mặt, trị rôm sảy ghẻ lở thì các bạn xay cái lá ngải cứu và các bạn lọc lấy cái nước rồi tắm hàng ngày nha. Mình dùng với số lượng vừa phải thôi, nếu mà mình sử dụng quá nhiều thì các bạn, những người mà đang có thai có thể sử dụng được an thai, nhưng mà sử dụng nhiều quá thì nó dẫn tới hư thai, nó làm co bóp tử cung thì nó sẽ làm hư thai à. Và nếu như các bạn trị hôi nách thì mình cũng chỉ cho các bạn luôn. Các bạn lấy cái lá ngải cứu này các bạn giã nát rồi các bạn sát vào cái vùng nách từ 5 đến 10 phút rồi các bạn rửa sạch với nước ấm. Mỗi ngày các bạn làm từ 2 đến 3 lần nha. Trong một tuần thì các bạn sẽ thấy nó giảm mùi hôi và các bạn giữ gìn vệ sinh thì cái nách của bạn sẽ không bị hôi. Rồi cách 2, nếu như các bạn dùng 500g ngải phơi khô sao vàng rồi hãm thay nước uống hàng ngày, làm nó giảm sự bài tiết của mồ hôi qua bên cái lỗ chân lông á, thì các bạn sẽ cũng hết bị hôi nách nha. Và bị cái này trị đau đầu cũng rất là hay nữa. Thì người ta xong kết hợp với bài thuốc là xong, bỏ vào trong cái nồi và các bạn nấu, các bạn xong liên tục. Rồi cảm thì có thể là mình kết hợp với các loại cây khác để mình xong cho cái hơi nó bốc lên trên đầu á, thì nó sẽ hết cảm hoặc là đau. Tại vì đề ngải cứu thuộc dạng có một loại thuốc cây thuốc là để xong nữa. Mình thì những cái cây già như vậy thì các bạn có thể là hái về các bạn sa vàng, hoặc là có thể các bạn là sấy, hoặc là các bạn phơi khô để trong cái bao để rồi mình mỗi lần mà lấy ra mình xài thì mình có. Và các bạn chữa đau đầu bằng cây ngải cứu thì nếu mà mình có thời gian thì các bạn lấy cho mình khoảng 100g lá ngải cứu, 100g lá tía tô, 100g lá rau tần và 50g lá xả. Và các bạn cho vào nồi và các bạn nấu 1 lít nước, 1 đến 1,5 lít nước thì các bạn pha ra, nấu thành để là một nửa nước nó là được rồi, và uống từ 3 đến 5 ngày để chữa đau đầu, đau cổ họng và cảm cúm nha. Xong hơi, hoặc là mình có thể làm cái lá khô của cái lá khô của cái cây ngải cứu này á, thì mình có thể là mình hái với, xong rồi mình vo cho nó nhuyễn ra và bỏ trong cái giấy và các bạn đốt lên lửa và các bạn hơ
Cái cây ngải cứu này thì được bên đông y người ta họ kết hợp với các loại dược liệu khác nữa, người ta họ chế thành cây nhang, nhang châm nha các bạn. Nhang châm các huyệt để cho thông huyệt á, lưu thông á, lưu thông huyệt. Còn lá ngải cứu với mật ong trị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt thì các bạn cũng lấy lá ngải cứu giả nát, lấy nước cốt để uống. Và cho một lượng mật ong vừa đủ uống mỗi ngày và trong vòng 2 tuần là sẽ cải thiện cái tình trạng đau đầu. Đối với kinh nguyệt không đều thì 8g ngải cứu khô đem sắc với 250ml nước, còn 100ml nước uống 2 lần trong ngày, uống trước khi ăn trưa và tối. Uống trước khi kỳ kinh tới là khoảng 1 tuần. Chữa đau lưng do gai cột sống thì ngải cứu là 250g, giấm 150g, giả đun nóng và chườm vào vết thương, chườm vào các vết gai thì nó cũng đỡ nha. Mỗi tuần thì các bạn nên ăn một chút ngải cứu vào thì nó sẽ tốt, rất là tốt cho cơ thể. Chúc các bạn sẽ thành công với những bài thuốc này. Nếu như các bạn yêu mến tôi, đồng hành cùng tôi thì các bạn like video của tôi và share video của tôi cho mọi người cùng nhau biết thêm về công dụng của cây ngải cứu nha các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các video khác.